Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19. Vâng, đây là bản tin COVID ngày 13 tháng 5 trên kênh truyền hình Thông Tấn. Và tôi là Thu Lan, người sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay. Chắc hẳn quý vị và các bạn đang thắc mắc tại sao hôm nay tôi lại mặc bộ đồ bảo hộ như thế này để dẫn dắt bản tin. Lý do sẽ được chia sẻ ngay trong nội dung chính ngay sau đây của chương trình. Kính mong quý vị và các bạn đừng bỏ qua một phút nào cả. Hôm nay, Bộ Y tế công bố hơn 1,6 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca sẽ được chuyển tới Việt Nam vào ngày 16 tháng 5 do UNICEF tài trợ qua nguồn COVAX Facility. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Đà Nẵng đã triển khai kỳ kiểm tra đánh giá cuối kỳ đối với học sinh bậc tiểu học theo hình thức phát đề làm bài tại nhà. Trong khi đó, các học sinh bậc trung học sẽ được kiểm tra theo hình thức trực tuyến. Chính quyền thủ đô New Delhi, Ấn Độ xác nhận đã buộc phải đóng cửa 125 trung tâm tiêm phòng tại đây do cạn kiệt nguồn cung vaccine. Cuba đã bắt đầu tiến hành ngừa COVID-19 với quy mô lớn cho hơn 70.000 người. Vaccine được sử dụng cùng hai loại là Abdala và Soberana 02 do Cuba tự nghiên cứu, bào chế và sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua đến hôm nay thì có lẽ lịch trình dài 150 F1 dày đặc của ông giám đốc công ty khai báo y tế không trung thực khi có biểu hiện bất thường nóng hơn bao giờ hết trên các phương tiện truyền thông. Sự việc như một phát đạn bắn tỉa ngay vào sự nỗ lực lớn lao của cả hệ thống. Tòa nhà Hồ Gươm Plaza Hà Đông, nơi ở của bệnh nhân COVID-19 mới công bố trong bản tin trưa ngày 13 tháng 5 là F1 của bệnh nhân 3634, giám đốc công ty Hasico, đã bị phong tỏa toàn bộ trong sáng nay. Những người dân sống ở đây tuyệt đối không được phép ra khỏi tòa nhà, chỉ có thể nhận đồ ăn ship đến qua một chiếc bàn được đặt tại thang lên tòa nhà như thế này. Mũ chỉ có kính này, cả chỉ cách 2 mét, với cả chỉ để ở bàn chứ chị cũng không giao trực tiếp. Tại công ty cổ phần đá quý và vàng Hà Nội, trụ sở tại 91 Đinh Tiên Hoàng cũng phải đóng cửa và giám sát chặt chẽ sau khi bệnh nhân 3634 tới dự đại hội cổ đông ở đây. Còn đây là tòa nhà Center Boy tại đường Lê Văn Lương, nơi ở của cặp vợ chồng bệnh nhân này cũng bị phong tỏa chặt chẽ. Mọi đồ ăn, thực phẩm cũng được giao tại sảnh tòa nhà, không ai được phép ra ngoài và người ngoài cũng không được tiến sâu vào phía trong. Đi khắp nơi, tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều ý kiến bức xúc về ý thức của cặp vợ chồng bệnh nhân này. Ý thức chắc chắn là ý thức kém, mà một người mà có trình độ, có năng lực làm việc khi đã lên đến chức giám đốc rồi mà không thể hiện như thế thì đúng là kém. Rất nhiều địa điểm tại Hà Nội cũng như Đà Nẵng đã phải phong tỏa với hàng trăm F1 đang được theo dõi sức khỏe liên quan đến các bệnh COVID-19 là cặp vợ chồng bệnh nhân giám đốc này. Rõ ràng ý thức kém và không tự giác cách ly của hai bệnh nhân này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh. Trong chiều nay, Sở Y tế Hà Nội cũng đã ra quyết định đình chỉ hoạt động khám bệnh chữa bệnh đối với phòng khám đa khoa Thu Cúc để xác minh và xử lý các thông tin liên quan đến quá trình tiếp nhận, xử lý các bệnh COVID-19 là cặp vợ chồng bệnh nhân này. Quá nhiều hệ lụy trong khi biết bao nhiêu cán bộ lãnh đạo, nhân viên y tế, công an, bộ đội, dân phòng, dân phố phải gồng mình hoàn thành trách nhiệm hoặc xung phong tự nguyện chung tay đẩy lùi COVID, thì ở đâu đó vẫn có những kẻ đi ngược lại dòng chảy của lương tâm và pháp luật. Vâng, tôi xin trích lại tâm sự của chị Võ Thị Hoài Nam, một cán bộ trung tâm quận Đống Đa. Từ hôm dịch chưa từng nấu cho con được bữa cơm nào tử tế, chúng nó bị nhốt suốt từ sáng đến 11 giờ đêm, em sốt chị thay bố mẹ chăm em, mà nó mới chỉ học có lớp 3. Nhớ tới chị Nam, tới những đứa bé lớp 3 đã phải quán xuyến tất cả việc nhà, kể cả chăm em nhỏ ốm sốt khi mà cả đêm qua, hệ thống CDC và các cơ quan chức năng của Hà Nội đã trắng đêm để tổ chức truy vết, lấy mẫu xét nghiệm 150 ca F1 từ ông giám đốc. Chúng ta cảm thấy xót xa như thế nào? Mọi cái sai của ông giám đốc sẽ được xem xét và xử lý, chắc chắn là như vậy. Nhưng câu chuyện của ông giám đốc trong mối liên hệ với những người tuyến đầu không còn là khái niệm ngày đêm, với những đứa trẻ lớp 3 đã phải thay mẹ chăm em, có lẽ nên được nói ra để sự đồng cảm, trân trọng của chúng ta với y bác sĩ được biến thành những hành động cụ thể.
Đêm qua tại thành phố Hồ Chí Minh cũng là một đêm trắng khi công tác xét nghiệm được triển khai toàn bộ trên các bệnh viện thuộc 24 quận huyện. Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm của người bệnh, người thăm nuôi bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện quận 2 đã được lấy đi để xét nghiệm sàng lọc COVID-19. Đây là toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện trong thời gian từ đêm 12 tháng 5 cho đến nay. Lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 100% nhân viên y tế cũng như là các cái bộ phận liên quan gián tiếp của bệnh viện, 100% các bệnh nhân nội trú từ nhẹ cho đến nặng, thì sáng nay là 100%. Các cái đối tượng mà được lấy mẫu hôm qua thì là được đều âm tính lần một. Do đó là cũng ban đầu thì cũng an tâm. Cùng thời điểm này, tất cả các bệnh viện quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và kiểm soát tình hình phòng chống dịch bệnh tại bệnh viện ở mức cao nhất. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có chỉ đạo để các bệnh viện chủ động lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc tại các bệnh viện tuyến quấy. Các bệnh viện như Gia Liễu, Nhân dân Gia Định, Ung Biếu đều đồng loạt triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm. Và em cũng cảm thấy rất là an tâm, tại vì sau khi lấy mẫu thì mình sẽ chắc chắn được là mình có bệnh hay không, cũng như là mình có thể chắc chắn được là cái môi trường xung quanh mình cũng như là môi trường bệnh viện có an toàn để cho mình công tác hay không, cũng như là một cái sự bảo vệ đối với lại toàn thể nhân viên bệnh viện như là bệnh nhân. Và đến sáng hôm nay thì tiếp tục sẽ lấy mẫu cho tất cả các nhân viên y tế còn lại, bao gồm có cả các nhân viên đang tham gia công tác tại bệnh viện, bao gồm có cả bác sĩ, giảng viên của các trường đại học và đang công tác tại bệnh viện. Và dự kiến số lượng mẫu lấy trong buổi sáng ngày hôm nay là sẽ lấy khoảng hơn 450 đối tượng và sẽ gửi về cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật HCDC để làm xét nghiệm. Ngoài ra, để ứng phó với tình hình mới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu ngành y tế hình thành các tổ công tác lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo năng lực lấy 50.000 mẫu đơn mỗi ngày, đồng thời ra soát nâng cao năng lực thực hiện test real-time PCR tại tất cả các bệnh viện theo chỉ đạo của Bộ Y tế và chuẩn bị sẵn sàng các phương án đảm bảo năng lực ứng phó cho tình huống dịch bệnh lan rộng, triển khai thêm các khu cách ly tập trung, nâng tổng công suất toàn thành phố lên 10.000 giường. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ đội ngũ chống dịch của cả nước lại vất vả đến vậy. Ngày hôm qua, trong khi ông giám đốc vẫn làm việc ở tòa nhà của Tổng cục Quản lý Thị trường để kết thúc lộ trình giải F1 COVID khắp nơi của mình, tại ở Thuận Thành, Bắc Ninh, ba nữ nhân viên y tế đã ngất xỉu vì làm việc quá sức và có hàng trăm những con người đang căng mình tại các chốt chặn để tạo thành bức tường thép phòng chống dịch. Thị xã Điện Bàn là vùng giáp ranh với thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh việc tái kích hoạt 3 chốt kiểm soát phòng chống dịch hoạt động 24/24 giờ, tỉnh Quảng Nam đã thành lập thêm các chốt kiểm soát trên trục quốc lộ 1A và các khu vực trọng điểm, vùng tiếp giáp với các khu công nghiệp và thành phố Hội An để ngăn ngừa dịch bệnh. Với tinh thần là thanh niên, tụi con muốn góp một chút sức nhỏ để giúp đỡ cô chú trong ngày nắng nóng này, có thêm động lực, có thêm một chút năng lượng để làm hoàn thành tốt công việc của mình. Tất cả cán bộ hội viên nhân dân toàn huyện nhận thức rõ được cái nguy hiểm của cái dịch bệnh và đồng thời tăng cường công tác tự phòng cho mình cũng như gia đình và cộng đồng xã hội. Trong đó đặc biệt là công tác vệ sinh có khu vực mà cộng đồng dân cư. Công an tỉnh Quảng Nam cũng tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chặn trọng yếu. Lực lượng biên phòng tỉnh ngoài việc kích hoạt trở lại toàn bộ các chốt kiểm dịch tuyến biên giới và đường mòn lối mở cũng đã tăng cường lực lượng, tăng cường công tác tuần tra, giám sát nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Đoàn viên thanh niên cũng đã phát động cái chương trình hỗ trợ đồng hành cùng với lại tất cả cán bộ chiến sĩ trong cái tuyến đầu chống dịch, kiện về tinh thần cho các anh em, động viên các anh em trong cái công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay. Bộ đội biên phòng đã tiếp tục chỉ đạo 21 chốt trên biên giới, tăng cường cái quân số, phối hợp chặt chẽ cái lực lượng công an, dân quân các xã biên giới để làm cái nhiệm vụ bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới và kết hợp với phòng chống dịch, ngăn chặn các hoạt động nhập cảnh trái phép từ bên Lào về Việt Nam để vừa bảo vệ biên giới và vừa phòng chống dịch. Tình hình dịch COVID-19 đang còn diễn biến phức tạp. Ngay trong lúc này, vai trò của các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các tuyến giao thông huyết mạch, trên tuyến biên giới càng trở nên quan trọng và trách nhiệm càng nặng nề hơn. Sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ của nhân dân đối với lực lượng đang làm nhiệm vụ là động lực to lớn để lực lượng nơi tuyến đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần khống chế sự lây lan của đại dịch. Hà Nội những ngày này thì thời tiết thất thường, nắng nóng kèm với những cơn dông bất chợt. Khi mọi người hạn chế ra ngoài thì lực lượng truy vết, xét nghiệm, khử khuẩn vẫn miệt mài với công việc của mình.
Vâng, đến lúc này thì tôi xin được phép cởi bỏ bộ đồ bảo hộ này vì chỉ có 10 phút mặc và cả nhiệt độ trường quay là 22 độ C. Và tôi cũng cảm thấy rất là khó chịu, mồ hôi bức bí. Thế nhưng với đội ngũ ở tuyến đầu chống dịch, mặc bộ đồ bảo hộ với hai lớp kính, hơi thở và mồ hôi cay mờ cả mắt, thậm chí nước cũng không dám uống vì không thể đi vệ sinh. Chưa kể, có những người rất lâu nữa mới được về nhà. Vâng, kết thúc bản tin COVID-19 ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn nhắn gửi tới quý vị và các bạn. Việt Nam là nước đông dân thứ 15 trên thế giới, mật độ dân số cao, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm như COVID-19 thì nhất cử nhất động của một người có thể tác động tốt hoặc xấu đến hàng chục, hàng trăm người, thậm chí nhiều hơn nữa. Bên cạnh việc mạnh tay xử lý những người lơ là phòng chống hoặc làm dịch bệnh lây lan, thì việc nhiều người sống biết điều với nhau cũng là liều thuốc mạnh để ngăn ngừa COVID-19. Biết điều chỉ đơn giản là thực hiện 5K. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái, chào tạm biệt. Thưa quý vị, trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều ngày hôm nay 13 tháng 5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm và làm việc với báo Sài Gòn Giải Phóng và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, hai cơ quan báo chí lớn nhất trực thuộc Đảng bộ và Ủy ban Nhân dân thành phố mang tên Bác. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Thăm tọa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng, tờ báo Đảng có số lượng phát hành lớn nhất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của tập thể phóng viên, biên tập viên tòa soạn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong bối cảnh cạnh tranh thông tin ngày càng gay gắt, Chủ tịch nước đề nghị báo Sài Gòn Giải Phóng tích cực đổi mới, đầu tư công nghệ và ứng dụng hiệu quả hơn thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động của tòa soạn. Bên cạnh đó là tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tin, bài, các ấn phẩm của báo nhằm thu hút bạn đọc. Đặc biệt, Chủ tịch nước mong muốn tập thể phóng viên, biên tập viên của báo Sài Gòn Giải Phóng nỗ lực và sáng tạo hơn nữa trong công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội để tạo sự đồng thuận trong người dân thành phố. Thăm Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả hoạt động của HTV, nhấn mạnh đến vai trò vị thế của HTV trong hệ thống các đài truyền hình lớn của cả nước. Chủ tịch nước cho rằng HTV là một chứng nhân lịch sử, đồng hành với sự lớn mạnh của thành phố. Chủ tịch nước đánh giá HTV đã phản ánh hiệu quả chất lượng thông tin thời sự trong nước, thế giới và tại Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa hàng đầu của cả nước. Đặc biệt, Chủ tịch nước biểu dương HTV thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện mục tiêu kép trên địa bàn thành phố, là một trong những đơn vị đầu tiên khởi xướng việc mua vaccine để phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch nước mong muốn HTV cần có những chương trình tạo nên khát vọng đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hòn ngọc tỏa sáng viễn đông, tiếp tục đi đầu trên mặt trận tư tưởng của thành phố, tăng cường đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn, tránh chạy theo thị trường, thị hiếu tầm thường mà để mất đi vị thế của đài. Cũng trong chuyến công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng ngày thì Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm động viên đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các cơ sở y tế này thì thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn tới toàn thể y bác sĩ, nhân viên y tế, người lao động trong ngành y tế cả nước cũng như là của Thành phố Hồ Chí Minh, những người trên tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Phát biểu tại các chuyến thăm, Thủ tướng nhấn mạnh các lực lượng trên tuyến đầu của các y bác sĩ có đóng góp rất tích cực, quan trọng, hiệu quả trong phòng chống và khắc phục hậu quả đại dịch, có tính chất quyết định. Cùng với đó là sự vào cuộc của các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác. Thủ tướng khẳng định trong tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự lưu ý của Chủ tịch nước, nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của nhân dân, của quốc gia, của dân tộc là trên hết, trước hết, trong đó có bảo vệ sức khỏe của nhân dân, không vì phát triển kinh tế mà hy sinh sức khỏe của nhân dân. Đồng thời phải kết hợp hài hòa hợp lý hiệu quả giữa phòng chống khắc phục hậu quả dịch bệnh với phát triển kinh tế xã hội, hài hòa giữa tấn công và phòng ngự, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, lấy tấn công là chính. Phân tích cụ thể hơn khái niệm chủ động tấn công trong phòng chống dịch bệnh, Thủ tướng nêu rõ muốn tấn công thì phải phòng ngự tốt, phòng ngự từ xa, từ sớm, từ trước, tăng cường xét nghiệm trên diện rộng ở những nơi đủ điều kiện, huy động tối đa mọi nguồn lực hiệu quả của xã hội cho công tác này. Từ đó phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình. Cùng với đó là xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra tại các địa phương, nhất là chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Biểu dương công tác phòng chống dịch tại hai bệnh viện, song Thủ tướng cũng lưu ý ngành y tế khắc phục ngay những hiện tượng chủ quan lơ là mất cảnh giác tại các cơ sở y tế, nhất là không để xảy ra dịch ở nơi chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện phải chấp hành nghiêm sự chỉ đạo phân cấp, điều động của thành phố và các cấp chính quyền. Trong chiều ngày hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba đến chào xã giao. Phát biểu tại buổi tiếp,
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định việc không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ Việt-Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Từ đầu năm ngoái tới nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai đảng hai nước. Giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường. Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt với cả Việt Nam và Trung Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, tham khảo kinh nghiệm của Nhân đại Trung Quốc trong việc tổ chức vận hành bộ máy, trong đó có các ủy ban chức năng kinh nghiệm xây dựng luật. Về phần mình, Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba chúc mừng và bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Đại sứ nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi hợp tác giữa Nhân đại toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Việt-Trung, mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai đảng hai nước, phát huy đầy đủ thế mạnh cơ quan lập pháp hai nước. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm nay ngày 13 tháng 5 thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Mặc dù là mới là ngày đầu tiên thế nhưng mà các ứng cử viên thì đã nhận được sự ủng hộ tích cực của cử tri ở các điểm tiếp xúc. Ngay từ sáng sớm, đông đảo cử tri đã có mặt tại xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên, đơn vị bầu cử số 2 để dự hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Tại đây, cử tri được nghiên cứu, tìm hiểu thêm về thông tin cũng như lắng nghe quan điểm, các chương trình hành động của các ứng cử viên là cơ sở để cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội khóa 15. Tôi thấy là cái trình bày năm nay thì phải nói là nó mang tính chất là thực tế và nó sát thực với cái điều kiện mà xu thế phát triển hiện nay và nó mang lại cái lợi ích thiết thực cho bà con nhân dân. Chúng tôi mong muốn là sau khi mà các ứng cử viên mà được bầu vào đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 thì cái vấn đề đầu tiên là để làm sao là phát triển giáo dục và y tế thì đảm bảo cái đời sống sức khỏe của bà con nhân dân, đặc biệt là trong cái thời kỳ mà dịch bệnh đang diễn biến rất là phức tạp ạ. Tỉnh Tuyên Quang có trên 600.000 cử tri với trên 1.300 khu vực bỏ phiếu được bầu 6 đại biểu Quốc hội. Trong đó, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương và 2 đại biểu do Trung ương giới thiệu. Bất chấp những khó khăn nảy sinh, Indonesia vẫn quyết tâm đưa chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19 về đích đúng hạn vào cuối năm nay. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, song cũng có thể thực hiện được với việc đảm bảo cung cấp vaccine từ nhiều nguồn, cộng với việc khởi động một chương trình tiêm chủng tư nhân ngay trong tháng 5 này. Hữu Chiến, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, Indonesia.